Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTC. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tuyệt thế đường môn tập 172 anh em nhé. Nhưng với tình cảnh của quất tử rồi Nana, xem ra chẳng thấm vào đâu. Nếu hết thảy đúng như làng nói, quả thật cuộc đời nàng như là con rối bị người ta điều khiển khống chế. Cha mẹ đã mất linh hồn lại còn bị tra tấn nữa. Người muốn ta giúp người như thế nào? Vũ Hạo trầm giọng nói, âm thanh rất là kiên định. Nana cúi đầu cũng không hé răng nữa. Nói đi, ta tin mọi lời của ngươi nói đều là thật. Vũ Hạo là một hồn sư hệ tinh thần, nếu ngay cả lời nói thật nói dối nghe cũng không biết, cảnh giới hãn hải vô nhai cũng là phí đi. Nana nói, do ta quá xúc động ta không nên tới tìm ngươi. Thánh linh giáo có bao nhiêu bí ẩn, có bao nhiêu cường đại, bọn họ làm gì ta cũng không biết, mà muội nhờ người hỗ trợ sẽ liên lụy đến ngươi. Vũ Hạo nói, ngươi không cầu cứu học viện sao? Học viện Nhật Nguyệt là học viện số 1 đế quốc Nhật Nguyệt, Minh Đức Đường lại có địa vị hết sức quan trọng ở trong đế quốc. Nana oán hận nói, tại sao không nghĩ tới? Ta chỉ là nghĩ ra mà không thể làm, vì họ căn bản là cùng một ruột. Ta có thể khẳng định, Minh Đức Đường nhất định có cấu kết với Thánh Linh Giáo, bởi vì có một lần ta tận mắt thấy một vị trưởng lão che mặt của Thánh Linh Giáo đang đêm khuya đi vào Minh Đức Đường. Vừa nghe lời này, Vũ Hạo mặt mày càng thêm nhăn nhó. So với hắn tưởng tượng, tình hình càng thêm nghiêm trọng. Rõ ràng là một chuyện rất là phức tạp. Nana nhìn Vũ Hạo ánh mắt tràn ngập kiên nghị. Ta hận Thánh Linh Giáo, cũng hận cái học viện này, thậm chí hận cái quốc gia thối nát này. Vũ Hạo, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải phóng linh hồn cha mẹ, sau này ta càng nguyện làm nô tỳ cho ngươi. Vũ Hạo lắc đầu rồi nói, ta không cần ngươi làm nô tỳ. Nana thân thể cứng đờ buồn bã nói, vậy ngươi coi như ta chưa đến đây đi. Vẻ mặt u ám, nàng thất thể bước ra ngoài. Vũ Hạo vội vàng nắm chặt tay của nàng. Ta nói không cần ngươi làm nô tỳ, nhưng cũng không nói là không giúp ngươi. Ta và ngươi giống nhau đều là cô nhi. Ta có thể hiểu tâm tình của ngươi. Ta không dám khẳng định có thể thành công, thế nhưng ta có khả năng. Có điều đầu tiên ngươi phải nói tình hình Thánh Linh Giáo mà ngươi biết cho ta nghe. Nana run run rồi nói, ngươi thực sự chịu giúp ta? Vũ Hạo thản nhẹ, kỳ thân ta lên hỏi, ngươi dựa vào cái gì mà tin tưởng ta đến thế? Hai mắt đã hơi sưng đỏ của Nana nhìn hắn đăm đăm. Chỉ là cảm giác của ta lần trước khi mà thấy ngươi ngượng ngùng như vậy, cuộc sống áp lực ta đã chịu không nổi, đã không còn liều luyến gì, chỉ một chút cơ hội ta cũng phải nắm lấy. Những người ta biết mạnh hơn ngươi rất nhiều, thế nhưng không ai hiểu biết về linh hồn như ngươi, họ có muốn giúp cũng không thể. Thế nhưng ngươi thì khác, hồn kỵ oán linh của ta dễ dàng bị ngươi khống chế. Nhiều ngày trôi qua như vậy, thế nhưng chẳng những không hại linh hồn của ta, lại nuôi dưỡng nó càng mạnh mẽ hơn. Đối với ta, ngươi là người khống chế linh hồn mạnh nhất trong những người ta quen biết, cho nên ta mới nghĩ tới mời ngươi giúp. Ta không có cái gì quý giá trả cho ngươi, chỉ có con người của ta. Nếu ngươi giúp cha mẹ ta thoát khỏi đau khổ, sau này ngươi muốn ta làm gì ta cũng đều cam tâm tình nguyện. Vũ Hạo nói, ngươi không cần phải cam đoan cái gì cả, ta cũng không đòi ngươi cái gì, chỉ hy vọng có thể giúp linh hồn cha mẹ ngươi an nghỉ. Hắn cũng đã bắt đầu rung động, hai tròng mắt hơi nóng lên, vì hắn nhớ mẫu thân. Nếu mẫu thân còn sống, ắt sẽ rất là phấn khởi khi mà thấy hắn đã là hồn tông, gia nhập nội viện học viện sửa lấy khác. Hắn cũng ngăn được bản thân nhớ đến nam tử kia. Mẫu thân, ta sẽ vì người nói ra tâm nguyện chưa bao giờ thốt lên của người, cũng nhất định sẽ báo thù cho người. Nana nói tiếp, theo ta biết tổ chức Thánh Linh Giáo thập phần thần bí, nhưng kẻ ta tiếp xúc chỉ là một bộ phận mà thôi. Trong minh đô này có khoảng 20 người, thành viên hạch tâm có khoảng 3-4 người, còn lại chỉ là nhân viên. Nhưng ngay cả nhân viên cũng đã có tu vi hồn tông. Có điều kỳ quá chính là Thánh Linh Giáo này ở đế quốc Nhật Nguyệt, nhưng lại có rất ít hồn đạo sư, hầu hết là hồn sư. Ta đã thấy tên thành viên hạch tâm cường đại nhất kia có tu vi hồn thánh, thế nhưng quả thực lại khiến cho ta có cảm giác sâu không thể dò. Trong cái phân bộ ở đây, hồn thánh thất hoàn gọi là trưởng lão, mỗi khi gặp hắn, hắn đều mang một cái khăn trùm đầu màu đen. Chỉ nhìn thấy hai mắt, những thành viên hạch tâm khác được gọi là thánh linh đại tử, những kẻ khác gọi là thánh phó. Hiện tại ta cũng xem như là một thánh phó, mỗi khi ta đến phân bộ đều phải tra kín thân phận. Ngay cả thánh phó bình thường chạm mặt cũng khó nhận ra đối phương, chỉ có trưởng lão mới biết được tướng mạo của chúng ta. Hắn có nói khi mà ta đã đến tu vi hồn đế sẽ đệ trình lên tổng đàn thăng cấp thành thánh linh đệ tử cho ta, hơn nữa cho ta thăng linh. Vũ Hạo ngạc nhiên, thăng linh? Nana lắc đầu rồi nói, ta cũng không biết thăng linh nghĩa là sao. Ta cũng từng nói, hắn nói đó là một nghi thức thần thánh khiến thánh phó trở nên vô cùng cường đại. Vũ Hạo nói, nếu đã là một giáo, vậy thì giáo đầu Thánh Linh Giáo là gì? Nana nói, giáo lý rất là mơ hồ, chỉ có hai câu, thánh quang phổ chiếu thiên địa, thánh linh hàng lâm nhân gian. Trưởng lão nói, chỉ cần ta trải qua nghi thức thăng linh nghị là có thể giải phóng linh hồn cho cha mẹ. Nhưng khi ta đánh nhau với ngươi mới cảm thấy, có lẽ cái nghi thức kia cũng là giam cầm linh hồn như ngươi vậy. Có lẽ vì hiện tại ta còn chưa đủ mạnh, nên họ còn chưa xuống tay với ta. Vũ Hạo nói vậy, những thánh phó đều giống như ngươi, đều là những mục tiêu bồi dưỡng của Thánh Linh Giáo. Nana lại lắc đầu rồi nói, ta không biết trưởng lão và Thánh Linh đệ tử nghiêm cấm thánh phó chúng ta ngày thường trao đổi với nhau.
Vũ Hạo gật gù, trong lòng đã có một chút nhận biết. Quả nhiên Thánh Linh Giáo vô cùng thần bí, ngay cả người trong tổ chức như Nana cũng không biết nhiều. Vậy linh hồn cha mẹ người bị phong ấn ở nơi nào? Trong thánh đàn của phân bộ, cái chỗ đó rất là quỷ dị, mỗi khi ta đi vào đều cảm thấy âm khí dày đặc. Hơn nữa bị phong ấn ở đó không chỉ có linh hồn của cha mẹ ta, còn có rất nhiều linh hồn khác. Vũ Hạo nói, vậy ý ngươi là dẫn ta đến thánh đàn, sau đó nhờ ta giải cứu cha mẹ ngươi đúng không? Nana liên tục gật đầu. Đúng vậy, ta ở nơi đó tuy có thể gặp cha mẹ, nhưng thực sự chỗ đó căn bản không thể nào tiếp cận. Nhưng khi ta đến gần, ta cảm thấy linh hồn của mình như là bị xé nát ra, ngươi có thể không? Vũ Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, ta cũng chỉ có thể tận lực mà thử xem, có điều ta là ngoại nhân làm sao tiếp cận thánh đàn. Nana nói, trong nhóm thánh đồ, địa vị của ta có phần cao hơn, vì tu vi cũng sắp đến cấp 60, xem như đã là chuẩn thánh linh đệ tử. Bọn họ cũng biết ta không có khả năng giải phóng linh hồn cha mẹ, nên cũng không phòng bị ta nhiều lắm. Đợi sắp tới tiên trưởng lão quay về tổng đàn, phân đàn chỉ có 2 tên thánh linh đệ tử, cũng là đến kỳ mỗi 2 tháng ta được phép gặp cha mẹ, bọn họ sẽ không phòng bị với ta, bởi vì có rất nhiều thánh phó đều có tình trạng tương tự như ta. Lúc đó người hóa trang thành thánh phó, chúng ta sẽ lẻn vào, nói đến được không? Ánh mắt của Nana chợt trở nên sắc bén. Với thực lực có thể đánh bại kiếm sĩ quý tuyệt trần của ngươi, còn có ta thì hai gã thánh linh đệ tử lục hoàn hồn đế kia cũng không quá khó đối phó. Vũ Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, chúng ta cũng nên bàn kỹ phương án hành động một chút. Quyết định trợ giúp Nana phần lớn là do đồng cảm, còn một phần chính là do thánh linh giáo. Giáo phái lấy hồn xưa là chính lại có liên hệ với Minh Đức Đường, khá là thần bí. Theo như Nana mô tả, trưởng lão phân đàn có tư vị thất hoàn. Vậy thì cái giáo phái này thủ lĩnh hẳn phải là cường giả phong hào đấu la, mà phàm là một tông môn có phong hào đấu la tọa chấn, đều xem là đại tông, sao lại làm việc đen tối, đê tiện. Việc này nhất định phải báo cáo cho học viện xử lý khác, lần này đi xem trước một chút. Bản thân là cực hạn đàn binh, vốn là chiến binh đơn thể, đôi khi thực lực cũng không hẳn chỉ là chiến đấu. 3 ngày sau, một bóng người thon thả chậm chậm rời khỏi học viện Nhật Nguyệt, mái tóc dài buộc đuôi ngựa lanh lợi màu đỏ sẫm, áo choàng đen giữa bầu trời chạng vạng tối trên thân thể mềm mại mang theo nhiều phong tình. Đến cửa học viện, đầu lĩnh hộ vệ đại môn chỉ là nhìn thấy nàng một cái mỉm cười cho đi qua. Ai mà không biết cục cưng của học viện, hay ồn đào thực khống Nana, nghe nói bằng thực lực của mình, nàng đã được chọn làm thành viên chính thức đại diện cho học viện Nhật Nguyệt thượng đài ở đấu hồn đại tái sắp tới, tương lai vô cùng sáng lạng. Đệ tử không thể tùy rời khỏi học viện, phải có giáo sư phê chuẩn mới được. Thế nhưng Nana là ngoại lệ, sớm đã có giấy phép tùy ra vào. Rời học viện, Nana đi nhanh hơn, phải qua mấy dãy phố. Nhìn trước nhìn sau, nàng lặng yên đến một góc âm u. Một thân ảnh cao lớn khôi ngô lặng lẽ tách ra từ người của nàng, làn da ngăm đen, đầu bóng lưỡng, lưng dài vài rộng có thể khiến cả một khẩu đại pháo chính là hòa thay đầu. Nana thở dài lẩm bẩm, thật là thần kỳ. Vũ Hạo, ngươi không tiêu hao nhiều hồn lực quá đó chứ? Một giọng nói phát ra từ trong bóng tối. Không đâu, đi thôi nào, làm nhanh chính sự rồi trở về. Theo Nana, rời khỏi học viện Nhật Nguyệt không chỉ có Vũ Hạo mà còn có Hòa Thái Đầu. Hôm nay chính là lúc hành động, để đảm bảo một chút, Vũ Hạo gọi Hòa Thái Đầu cùng đi, đảm bảo một kích thành công. Tinh thần hải thăng cấp, những hồn kỹ tinh thần đều tiến bộ nhảy vọt, dĩ nhiên không thể nào thiếu hồn kỹ mô phỏng. Lúc này chính là bằng tinh thần lực cường đại, đều giả dạng cả hai huynh đệ thành Nana, chỉ có ai tình mắt lắm nhìn kỹ mới thấy bóng dáng của Nana cũng lúc đó cũng ngẫu nhiên xuất hiện sự trùng lập, người bình thường chẳng có khả năng phát hiện. Ngụy trang xâm nhập chính là một chương học tập của cực hạn đan binh. Với hãn hải vô nhai, hắn dễ dàng sử dụng năng lực này ở trong thời gian dài. Hòa Thế Đầu ra dấu cho Nana an tâm, căn bản không trao đổi gì, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Nana hít sâu, cố gắng khôi phục lại tâm tình, mới bước đi trong bóng tối hướng tới mục tiêu đêm nay. Minh Đô là thủ đô đế quốc Nhật Nguyệt, diện tích cực kỳ rộng lớn, một thành thị không tưởng thành khổng lồ kia vừa rực rỡ lên đèn. Nana theo đường cố bước nhanh, đôi chân dài thoăn thoắt bước nhẹ như là điện xẹt, vẫn giữ tốc độ đó, đến chừng nửa canh giờ mới chậm lại, mắt không chớp nhìn một toàn kiến trúc, nàng thì thầm, tới rồi, chính là cái tòa nhà cao ở cái sân 300m phía trước kia. Giọng nói của Vũ Hạo vang lên, đừng lo, mọi việc có ta. Ở trong Minh Đô có rất nhiều kiến trúc cao lớn hơn hẳn mọi quốc gia khác, hồn đạo khí ứng dụng rộng rãi, về mặt kiến trúc xây dựng đế quốc Nhật Nguyệt cũng dẫn đầu đại lục. Nana lại đi đến một góc ngã tư, lúc này nàng đội lên một cái khăn trùm màu trắng, rồi lại mang một cái mũ lưới, xong đâu đấy nàng bước nhanh tới tòa nhà phía trước. Nhưng kiến trúc trong quảng trường nhỏ này không một chút nào bắt mắt. Nana giơ tay gõ cửa 5 cái, 3 dài 2 ngắn, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra một chút, Nana lắc mình vào khe cửa vào trong. Gã đến mở cửa toàn thân hắc y, đầu cũng đội mũ lưới, là một thanh niên. Sâu trong tối tăm trồng đủ loại cây cao lớn, cản tầm mắt từ trên cao nhìn xuống. Bên ngoài nhìn vào rất là bình thường, thế nhưng không thể thấy bên trong chút nào. Người kia nhẹ nhàng gật đầu với Nana, nhanh chóng tránh sang một bên, nàng cũng gật đầu chào lại, rồi theo một đường nhỏ đi đến tòa nhà mái vòm ở giữa sân. Kiến trúc này chỉ khoảng 100m vuông, không quá cao, cửa mở ra Nana bước vào.
Trong phòng có hai tên áo trắng không đội mũ lưới, thế nhưng trên đầu cũng có mũ trùm màu trắng. Thấy Nana, một tên sơ tay cản lại ra dấu gì đó. Nana khoát tay, lấy ra một khối lệnh bài hình tròn ném qua. Lệnh bài màu đen khắc hai cái đầu lâu, nàng trầm giọng nói: Thanh đế vạn thọ vô cương, thánh nữ tiên từ vĩnh trú. Hai gã bạch y nhân vội vàng đồng thời khom người, cũng trầm giọng lặp lại lời của nàng: Thanh đế vạn thọ vô cương, thánh nữ tiên từ vĩnh trú. Một gã áo trắng nói: Trần Linh đại nhân, đại thánh linh cùng với nhị thánh linh đều ở đây, ngài muốn đi xuống sao? Ừ, Nana gật đầu. Tên kia trả lại lệnh bài đưa tay mời. Nana đi vào trong, trong phòng bài trí đơn giản như là một ngôi nhà bình thường, không hề có trang sức đắt tiền. Nana đến một cái bàn vuông, giơ tay nhấp xuống, nhất thời bốn chân bàn chậm chậm rút xuống, tiếng cơ quan cạch cạch vang lên, mở ra một cái cửa động chừng 1 mét vuông, một ánh đèn hắt ra. Nana nhanh chóng bước vào, theo lối đi thẳng tắp leo xuống đến một cái phòng trống trải. So với bên trên, cái phòng này lớn hơn rất nhiều, chừng 300 mét vuông. Bên cạnh một cái bàn cũng có hai người áo trắng trùm đầu đang ngồi đó. Trên áo còn bọn họ có một vài đường hoa văn màu bạc. Họ đang ăn uống tiệc rượu thịnh soạn, mặt Na cũng được kéo lên đến mũi. Nana tiến lên vài bước cùng kính nói: Thánh phó Lục Hào tham kiến đại thánh linh, nhị thánh linh. Nam tử cường tráng ngồi bên trái cất giọng ồm ồm: Tới rồi à, tự vào đi, cũng không có gì hay để xem. Ngươi cố gắng nhanh chóng trở thành chính thức giống như bọn ta, lúc đó mọi chuyện tự nhiên sẽ dễ giải quyết. Nana cung kính trả lời: Tạ ơn đại thánh linh chỉ điểm. Nói xong nàng đi vào một cánh cửa nhỏ bên cạnh. Lúc nàng sắp đến cửa, tiên nhị thánh linh kia bất chợt quát: Chờ đã. Nana trong lòng căng thẳng, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh. Nhị thánh linh có chuyện gì? Nhị thánh linh lúc này trầm giọng nói: Ta ngửi thấy mùi lạ. Đại thánh linh tức giận nói: Hay cái tên tiểu tử ngươi có phải uống say rồi không? Thật đúng là cái mũi chó má. Nhị thánh linh đứng dậy, cái mũi giật giật, đột nhiên quát to: Không đúng, có người lẻn vào, lão đại phong tỏa thánh đàn. Hắn lắc mình lao tới, tay phải sờ soạn, đột nhiên kéo dài chừng 1 mét chụp đầu của Nana. Cánh tay kéo dài tố đen như mực, mang theo mùi tanh tưởi nồng nặc. Nana ra vẻ thất kinh lùi lại sau hô lớn: Đại thánh linh cứu ta, ta không có làm gì cả. Đại thánh linh dĩ nhiên tin tưởng huynh đệ hơn Nana, lướt ngang chặn cửa nhỏ. Đồng thời 6 hồn hoàn 2 vàng 2 tím 2 đen hiện lên. Nhưng ngay lúc đó, một luồng kim quang không hề báo trước xuất hiện oanh kích lên đầu của hắn. Lập tức hắn hô lên kinh hoàng, thân thể hóa thành một luồng khói chạy ra xa. Kim quyền oanh quích vào không khí, cả phòng ngầm cũng là rung động kịch liệt. Cách đó 10 mét tiên đại thánh linh lại xuất hiện, kêu thả một tiếng phun máu té xuống sàn. Một quyền đó nhìn qua như là không đánh trúng hắn, thế nhưng vẫn khiến hắn bị thương. Vũ Hạo từ bóng đêm đột nhiên hiện ra, hắn thật không ngờ bản thân xúc thế đã lâu, sau khi có Hãn Hải Vô Nhai lần đầu tiên chính thức đánh xa quân Lâm Thiên Hạ, lại không thể đánh chết đối thủ. Phía bên kia, một luồng hào quang xích hồng như là thép luyện phát động, chém đến hữu chảo đen thui của nhị thánh linh. Keng một tiếng, nhị thánh linh dùng chính tay phải ngạnh kháng xích diễm đao một cái. Ngay sau đó, trên người của hắn cũng xuất hiện ra 6 cái hồn hoàn, vừa hiện ra đã thiêu đốt, hóa thành ngọn lửa màu đen bọc lấy thân thể. Quần áo trên người nháy mắt đó tan nát, cơ thể của hắn cũng bị phá tan nhưng lại cao lên đến 3 mét, da thịt biến mất trở thành một bộ xương khô đem rúa khổng lồ. Vũ Hạo nhìn thấy hốc mắt nhị thánh linh bốc lên một ngọn lửa linh hồn xanh biếc, trầm giọng quát: Ta hồn sư. Đại thánh linh ở bên kia cũng đã bật dậy, qua một tiếng chân phải dậm xuống mặt đất khiến vách tường nứt toác, hai hồn hoàn cũng bốc lửa, 6 bộ xương khô từ trong tường nứt kia chui ra, cùng với nhị thánh linh nhanh chóng phối hợp với công kích Vũ Hạo và Nana. Vũ Hạo khinh thường hừ một tiếng: Đối với hồn sư khác, tà hồn sư quả là ác mộng, thế nhưng vì hắn có vòng linh ma pháp, những tà hồn sư lấy linh hồn ra chơi đùa ngược lại rất dễ dàng đối phó. Kim nhãn trên trán mở ra, đối với những tà hồn sư này, Vũ Hạo không hề có ý nghĩ nương tay. Kim quang lóe lên oanh kích nhị thánh linh trước mặt, hắn lập tức lảo đảo gục trên mặt đất. Một luồng lửa xanh biếc từ cái đầu lâu của hắn thoát ra, nổ bùm tán loạn, bộ xương khô màu đen cũng ngã ầm xuống sàn. Một kích tất sát. Nhị thánh linh vừa mới thấy linh hồn thiêu đốt chính là kỹ năng đặc thù của tà hồn sư, đẩy giới hạn bản thân lên đến cảnh giới võ hồn chân thân, thân thể mạnh mẽ, hồn đạo khí cấp 6 cũng khó chống lại, uy lực mạnh mẽ lại nhanh vô cùng. Đáng tiếc đối thủ của hắn chính là Vũ Hạo. Vũ Hạo căn bản không cần đối cứng với bộ xương cứng như thép nguội đó, trực tiếp dùng vận mệnh nhãn thi triển linh hồn trùng kích, phá nát linh hồn của hắn. Luận về tu vi, vị nhị thánh linh mạnh hơn hẳn Vũ Hạo, thế nhưng so chiến tinh thần lực, hắn vẫn kém quá xa. Còn chưa kể Vũ Hạo có vòng linh ma pháp, đối với linh hồn con người có nghiên cứu sau về hắn cũng chắc chắn sâu sắc hơn nhiều. Hai tròng mắt lại trở thành màu xám. Vũ Hạo thì thầm vài câu chú ngữ, nhân dịp Nana xông lên trước ngăn cản 6 bộ xương khô, tay phải vẽ ra một ký tự ở trong không trung, đột nhiên bay vọt tới. Ký hiệu vô hình chợt hiện ra màu xám, khuếch tán những đốm sáng xanh biếc bay đến vị trí của Vũ Hạo. Vũ Hạo trầm giọng quát: Ngưng. Những đốm sáng xanh biếc ngưng tụ thành một ngọn lửa lập lòe trước mặt của hắn. Vũ Hạo lạnh lùng quát: Ta sẽ rửa sạch tội ác của các ngươi. Kim quang vận mệnh nhãn đại thính, ngọn lửa xanh biếc nhanh chóng hóa thành màu vàng.
Trong phòng ngầm vang lên một tiếng thét gào thảm thiết, ngọn lửa xanh bị ngọn lửa vàng đốt cháy, biến thành những đốm lửa vàng nhỏ lơ lửng ở trên ngón tay của Vu Hạo. Đại Thánh Linh thấy thế quá sợ hãi. Ngươi dám thiêu đốt linh hồn lão nhị? Không thể nào, ngươi cũng là tà hồn sư, chúng ta là thánh linh giáo, thánh đế. Nói sau đi. Vu Hạo vùng tay phải, đám lửa vàng đã phóng ra chạm đến bùa hắc khô cốt. Hắn cũng lao đến, ám kim khổng cháo hoàn chỉnh vỗ ngang, xé nát ba con khô cốt do đại thánh linh triệu hồi ra. Hai con khác đã bị Nana xử lý hết hai, còn lại một con bối rối đứng đó không còn một chút uy hiếp. Đại thánh linh trong lòng đã tràn ngập sợ hãi. Hắn cảm thấy Vu Hạo vừa thi triển năng lực hoàn toàn khác, diệu kỳ hơn, lại có hiệu quả bất đồng. Các ngươi đi chết đi. Sáu hồn hoàn của đại thánh linh bốc cháy, thân thể bừng lên một ngọn lửa màu trắng. Vu Hạo kéo Nana về sau lưng, băng hoàng nộ đánh nát khô cuối cùng. Tà hồn sư thường thường đều có kỹ năng bùng nổ phi thường cường hãn, không thể để cho Nana mạo hiểm. Nhưng hỏa diễm trắng thiêng trên người của đại thánh linh như là vô số oan hồn kêu lên dữ dội. Cánh cửa nhỏ bên cạnh chợt nổ tung, một luồng năng lượng mênh mông khủng bố từ đó bắn ra. Tu vi của Vu Hạo và Nana chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng, lảo đảo lùi về phía sau. Những luồng hào quang trong suốt màu sắc bất đồng kia từ cánh cửa kia trào ra, mỗi luồng hào quang dường như là đều có mặt người, chỉ có điều khuôn mặt méo mó vặn vẹo và kịch liệt.